Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Lần này đối thủ Nam Phi. Đúng là như vậy. Vâng, biến tượng F4. Lại là biến tượng F4 của CTC. Làm việc. Vâng, đen vẫn đang nghĩ xem có ăn không. Đây vậy. Đang bên đấy á. Vâng, ăn nhanh không có mất mã bây giờ. Vâng, bây giờ anh ăn. CTC đã đổi vị trí cho con tượng đứng ở vị trí đẹp hơn. Tấn công là tốt ở B7. Ra xe giữ. Đổi tiếp với nhập thành nhỉ. Đã thế. Mình sẽ đuổi mã. Không nhập thành nữa. Tôi nghĩ đồ của đen sẽ là gì tốt để tượng lên đổi tượng với mình. Nhưng mà còn một hai nước nữa mới thực hiện được. CSC đang đe dọa tấn công mã. Chính xác là đe dọa vị trí nhập thành. Chạy đi đâu? Về đấy. Về đấy. Tốt hơn lên. Ăn đây thì sẽ mất tượng. Đây chúng ta thấy là nước bắt xe. Giờ mình ăn vào đây thì sao? Cứ phải bắt xe đã. Bước ngoặt đến rồi đấy. CTC hơn hơn một một chút. Long mã lên à? Rồi, mình lên xe giữ con tốt này đã. Rồi, bây giờ các con tốt của đen ở vị trí rất yếu rồi. Đi bắt thôi. Đầu tiên là con tốt này. Về đây giữ. Về đây giữ, mình sẽ vào đây. Đuổi tiếp. Em về đấy ạ. Làm gì chiếu
chiếu. Rồi đây man tốt mình sẽ chiếu đổi xe luôn. Xem con mã này có bẫy được không? Chỉ được ra đây thôi đúng không? Không bẫy được. Chạy rồi. Vừa dí phân nữa con mã bị bẫy luôn. Vâng. Anh đã nhìn ra. Rồi, bây giờ mình sẽ dí tốt ở cánh vỡ hậu này thôi. Đơn giản thôi. Về mã. Nào sẽ thắng. 4 nước nữa phong hậu. Con vua quá xa. Vâng. Nên là như vậy. Ghim luôn. Chạy đi đâu về đấy. Làm cái gì đấy? Vào hậu. Còn 15 giây. Ừ nhờ. Không vấn đề gì. Láo nhá này. Láo nhá này. Ơ. Hết giờ.